Lịch thi đấu bán kết vòng chung kết U20 châu Á 2023. Cập nhật lịch thi đấu bán kết vòng chung kết U20 châu Á 2023 với sự góp mặt của U20 Nhật Bản và U20 Hàn Quốc. Bốn đội tuyển xuất sắc nhất góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 đã chính thức lộ diện sau vòng tứ kết kịch tính. Đó là chủ nhà U20 Uzbekistan, U20 Nhật Bản, U20 Hàn Quốc và U20 Iraq. Đây cũng chính là bốn đại diện của châu Á giành vé tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2023, cùng chủ nhà U20 Indonesia. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 tới. Ở trận tứ kết hôm 12 tháng 3, dù gặp rất nhiều khó khăn trước cách chơi chặt chẽ, đầy quyết tâm của U20 Trung Quốc, nhưng U20 Hàn Quốc vẫn có được chiến thắng chung cuộc 3-1. Sau 120 phút thi đấu, ở trận đấu sau đó ít giờ, U20 Nhật Bản nhẹ nhàng đánh bại U20 Jordan với tỷ số 2-0. Trước đó, trong ngày 11 tháng 3, đội chủ nhà U20 Uzbekistan đã vất vả vượt qua U20 Úc trên chấm luân lưu đầy may rủi để giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, dù bị đánh giá yếu hơn nhưng U20 Iraq gây bất ngờ khi giành chiến thắng 1-0 trước U20 Iran để giành vé đi tiếp. Theo lịch thi đấu bán kết, U20 Iraq sẽ đọ sức U20 Nhật Bản, trong khi U20 Hàn Quốc sẽ chạm trán với U20 Uzbekistan. Dưới đây là lịch thi đấu bán kết vòng chung kết U20 châu Á 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.